thú vậy ta. Em làm gì vậy? Thu hoạch bí hả? Nặng quá hả? Để anh giúp cho nha. Thôi anh đi làm nha. Em thu hoạch bí đỏ về nha. YiYi, em ra làm cho ăn này con. Nhanh đi. YiYi, em ra đây. Nhanh đi. Em lại ăn đi. Tập anh nha, giỏi.
ăn thử được nghe. Cũng say rồi đó. Chưa được hả? Ông ngồi đây ông đi pha sữa ngủ nghe. Đây ông pha sữa ngủ này tập anh mà anh chưa được. Rồi ông đi pha sữa ngủ nghe. Ngồi đó nghe. Rồi chúc nghe. Rồi, chờ ông. Đây ông pha sữa xong rồi đây. Ôi giời. Đây của con này. Con này. Đây để ông đút cho em nghe. Tập cho em ăn mà em ăn chưa được này. Pha sữa cho em uống. Tội không? Uống đói rồi con. Đói sao uống gì vậy? Sao? Uống nha. Ăn nhanh lớn nha con. Sữa nhanh lớn. Tập ăn bí chưa ăn được. Uống uống sữa như thế nào. Ngon không? Chụp uống dính rồi.